Bí kíp từ một người nợ trở thành một người được tặng luôn số tiền nợ đó. Và ngày hôm nay thì Phúc sẽ dành tặng cho cả nhà của mình hai cái món quà rất là đặc biệt. Và món quà đầu tiên đó chính là cái trải nghiệm của Phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cái kênh của Phúc là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chính bản thân mình và những cái anh chị trong nhóm học tập của Phúc. Nên các chị mình lướt qua và đã từng có niềm tin về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức thì các anh chị sẽ nghe và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình anh chị nhé. Còn nếu như các anh chị mình chưa từng có niềm tin hoặc là cảm thấy rằng không phù hợp thì các anh chị có thể dành thời gian để lắng nghe những cái điều tốt đẹp hơn, được không ạ? Và cái chia sẻ của Phúc trong buổi sáng ngày hôm nay á, thì có một cái câu chuyện là cách đây vài ngày á, thì Phúc có đặt một đơn hàng trên Shopee với trị giá là 2 triệu đồng. Nhưng cái giờ mà anh shipper giao tới á, thì Phúc đã đi đón con rồi. Cho nên là Phúc không nhận được và Phúc cũng đã gọi điện cho một người chị bà con bên chồng của Phúc á. Thì chị ấy mới nhận giúp với Phúc cái món quà, cái món hàng đó và thanh toán giúp cái Phúc cái món hàng đó. Và Phúc có nhắn với chị rằng á, là chị thanh toán giúp em để mà em sẽ chuyển khoản lại cho chị sau nhé. Cảm ơn chị á. Phúc nhắn như vậy. Và Phúc đã nhận được sự giúp đỡ từ chị. Và sáng ngày hôm nay lúc 7 giờ 41 phút thì Phúc đã nhắn tin cho chị nói rằng là chị cho em số tài khoản để em chuyển lại cái số tiền 2 triệu đồng bữa trước. Các chị biết điều gì tuyệt vời xảy ra không? Đó là chính là Phúc đã được chị tặng luôn cái số tiền đó là 2 triệu đồng để Phúc mua quà Tết cho con của Phúc. Rất là tuyệt vời luôn. Và buổi sáng ngày hôm nay thì các chị biết cái bí kíp ở đây là gì không ạ? Thì buổi sáng khi kết thúc buổi Zoom học tập cùng với các anh chị trong nhóm học tập á, trong câu lạc bộ thì Phúc đã viết ra ngày hôm nay cũng là một cái ngày cuối cùng của cái tháng cuối cùng của năm 2022, thì Phúc viết ra tất cả những cái điều biết ơn những cái nguồn lực, những quý nhân, những khách hàng và những người thầy tuyệt vời và những cái người biết ơn cả chị đã giúp đỡ cho Phúc cái số tiền 2 triệu đồng đó. Biết ơn hết tất cả mọi thứ trong cái năm vừa qua để giúp cho Phúc đạt được những cái kết quả tuyệt vời như vậy. Và các anh chị biết là Phúc viết tới cái điều số 12 nè. Điều số 12 là Phúc dừng lại và Phúc được nhận hai cái món quà. Đó là món quà của người thầy của anh Phúc và một cái món quà của người chị trong cái nhóm học tập buổi giờ sáng. Và tiếp theo khi Phúc nhận được hai món quà đó thì rất là hạnh phúc và rất là biết ơn luôn các anh chị. Khi các anh chị nhận quà hoặc là nhận được cái điều gì đó, được ai yêu thương dành tình cảm cho mình thì rất là các chị sẽ cảm nhận được cái điều hạnh phúc đó ha. Và tiếp theo là Phúc đã thực hành lòng biết ơn đối với bạn tiền. Tôi biết ơn tất cả những cái khoản tiền tôi được nhận trong cuộc sống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và đây là một cái phương pháp nó nằm trong cái quyển sách này anh chị, quyển sách The Magis. Và đây là quyển sách 28 ngày thực hành lòng biết ơn trong cuộc sống, những cái điều biết ơn và anh chị muốn thực hành cái lòng biết ơn nó như thế nào đối với từng ví dụ như đối với công việc, đối với người thân, đối với một cái điều gì đó trong cuộc sống, đối với tiền bạc hoặc là một cái điều gì đó trong cuộc sống của anh chị, thì các anh chị sẽ mua có thể mua cái quyển sách này để mà mình thực hành ha. Các anh chị muốn nhận cái bộ công thức, bộ video 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì các anh chị nhắn, Phúc sẽ gửi tặng cho cả nhà của mình ha. Và cái món quà đặc biệt thứ hai ngày hôm nay Phúc dành tặng cho các anh chị em đó là trong buổi tối ngày hôm nay, một cái chương trình rất rất là đặc biệt của câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, là một cái chương trình để thiết kế mục tiêu tài chính trong năm 2023 bằng luật hấp dẫn. Các chị nào thực sự mong muốn là chúng ta sẽ có được những cái kết quả tuyệt vời trong năm 2023, không những là tài chính, có mối quan hệ, có sức khỏe và đặc biệt là cái con người mà các chị sẽ trở thành sau một năm đó, thì các anh chị nhắn tin cho Phúc. Cái BO của Phúc thì Phúc có để cái số kết nối, thì các anh chị sẽ kết nối qua đó, thì Phúc sẽ gửi tặng cho cả nhà của mình một cái link học tập vào tối ngày hôm nay và những cái video để các anh chị thực hành lòng biết ơn hoặc là cái ebook của cuốn sách này để các anh chị cùng thực hành vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối trước khi ngủ, thì các anh chị sẽ đón nhận được rất là nhiều cái phép màu trong cuộc đời của mình luôn. Rồi xin chúc cho cả nhà của mình kết thúc cái năm 2022 với những cái điều vi diệu nhất, và đặc biệt là chúng ta sẽ đón nhận những cái phúc lành, những cái điều mà chúng ta xứng đáng có được trong năm 2023 tuyệt vời này. Yes, xin chào cả nhà.